Hé lộ tạo hình của Hương Giang tại đêm chung kết The New Mentor, nhất quyết không để Hà Hồ tháo tóc giả. Sau chặng đường dài phát sóng và nhận được sự dõi theo của đông đảo khán giả, đêm chung kết The New Mentor sẽ chính thức được diễn ra. Bên cạnh kết quả chung cuộc, sự xuất hiện của 4 vị mentor đỉnh đám Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang, Lan Khuê cũng được dân tình vô cùng quan tâm. Đặc biệt với bữa tiệc hàng hiệu xuyên suốt những tập vừa qua, tạo hình trong đêm chung kết của 4 chị đẹp khiến người xem không khỏi tò mò. Mới đây, Hương Giang đã đăng tải hình ảnh đi fitting trang phục cho đêm chung kết, nhận được hơn 20.000 lượt tương tác trên mạng xã hội. Đáng chú ý, người đẹp còn khiến cộng đồng mạng thích thú với tạo hình, không để lộ tí tóc nào. Nếu là một fan cứng của The New Mentor, chắc chắn ai nấy đều biết Hương Giang nổi tiếng với những mái tóc giả đa dạng từ kiểu dáng đến màu sắc. Thậm chí cô còn đội tóc giả nhiều đến mức Hà Hồ phải thốt lên. Sau một hành trình The New Mentor đi đến hồi kết, tôi nghĩ Hương Giang xứng đáng là con tắc kè hoa, tôi chưa có dịp tháo tóc giả của cô ấy. Không biết Hương Giang sẽ lựa chọn trang phục nào cho đêm chung kết, nhưng nếu là tạo hình này thì Hà Hồ xem ra vẫn chưa có cơ hội lột tóc giả của cô nàng. Một số bình luận như sau. Chết cười bà quậy quá, cho xem ít tóc đi mà. Hẳn là họa tiết hoa sen chung kết chị theo concept lành, thế này chắc còn đâu chị Hà mới lột được tóc giả. Mặn dữ chắc sợ bị lột tóc giả đây mà, đúng là tắc kẻ hoa. Bà nhây quá rồi, chị Hà không biết có thành công thả tóc giả không. Chung kết mà mặc bộ này thật là chấn động, thánh nữ Diệu Kha.